Bé có biết máy bay cất cánh và hạ cánh như thế nào? Ai làm việc trong tháp kiểm soát sân bay? Vali của hành khách sẽ để ở đâu tại sân bay? Máy bay nhào lộn có thể thực hiện những pha nguy hiểm nào? Những chiếc máy bay đầu tiên trông như thế nào? Để trả lời những câu hỏi này và nhiều câu hỏi hóc búa khác, tác giả Sophie Baudet-Bertillon đã mời các độc giả nhí bước vào một cuộc hành trình vô cùng thú vị. Ở đó, chúng ta sẽ được khám phá buồng lái của một chiếc máy bay di chuyển trên đường băng, treo vào tháp điều khiển không lưu. Chúng ta sẽ gặp những phi công, kiểm soát viên không lưu, kỹ thuật viên đường băng, thợ máy, nhà khí tượng học và lính cứu hỏa nữa đó. Không có quá nhiều câu chữ, thay vì trình bày theo lối thông thường, đa tương tác, các loại máy bay và sân bay đều gói gọn kiến thức bằng các mô hình infographic và liên hệ kiến thức bằng những bức hình hoàn chỉnh. Vẫn giữ nguyên sự khác biệt của dòng sách đa tương tác, bên trong cuốn sách về các loại máy bay và sân bay có tới hơn 50 chi tiết lật mở, kéo đẩy, xoay tròn, tái hiện chân thật nhất chuyển động thực của máy bay và hoạt động của các sân bay trên khắp thế giới. Nào, bé hãy cùng mở sách và khám phá tất tần tật kiến thức về ngành hàng không nhé!